để vâng phục thánh ý của Chúa Cha. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, người đến để đem tình thương cho nhân loại, để rồi dùng chính mạng sống mình làm của lễ giao hòa con người với Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người để con người được nên con Thiên Chúa. Nhưng nhân loại có mấy ai thấu hiểu ân tình đó? Giờ đây, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng nhau ôn lại những chặng đường tình yêu ấy trong giờ diễn nguyện này. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ, tràn đầy phúc lộc, nhưng vì tình yêu, Người đã tạo dựng muôn loài muôn vật để tất cả được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, được chung tình yêu với Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống. Liền có như vậy, đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: phải có những vầng sáng trên vòng trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các ngày đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa phán: nước phải sinh ra đầy rẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Và đã xảy ra như vậy, Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển, và chim phải sinh sản nhiều trên mặt đất. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật dưới đất. Và Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam, có nữ, và Ngài ban phúc lành cho họ. Sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc thiên đàng là điều mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, nhưng Ngài không ép buộc con người phải lãnh nhận. Nguyên tổ loài người đã phải trải qua một cơn thử thách. Họ phải nói lên ý muốn của mình với Thiên Chúa. Và rắn là con vật tinh ranh hơn mọi dã thú mà Thiên Chúa đã tạo nên. Nó nói với người đàn bà rằng: Thank you.
kìa, hỡi cô nàng Eva xinh đẹp. Cô đã đẹp và còn được sống trong vườn địa đàng cũng thật là đẹp. Cây nào cũng xanh, trái nào cũng đẹp. Nhưng có phải Thiên Chúa cấm hai người không được ăn bất cứ trái cây nào trong vườn này chăng? Không, Thiên Chúa cho chúng tôi ăn hết mọi thứ cây trái trong vườn. Nhưng còn trái cây ở giữa vườn này thì Ngài bảo chúng tôi không được ăn, vì người nào mà ăn trái cây đó thì sẽ phải chết. Dạy ơi là dạy, chẳng có chết chóc gì đâu. Người có biết tại sao không? Vì Chúa biết, ngày nào các ngươi ăn trái cây đó, mắt các ngươi sẽ mở ra, biết cả tốt, xấu, và các ngươi sẽ trở nên như Thiên Chúa. Vì thế Chúa mới cấm các ngươi ăn trái cây đó. Không tin thì các ngươi cứ hái xuống mà ăn thử, chẳng có chết chóc gì đâu. Đúng thật là hấp dẫn. Chắc con rắn nói đúng. Ăn vào, ta sẽ nên như Thiên Chúa thì sao? Sẽ được bằng Thiên Chúa. Sẽ được bằng Thiên Chúa. Còn Adam nữa. Ăn đi, ăn đi. Nếu không mình sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, cơ hội bằng Thiên Chúa đó. Adam, Adam, đừng ăn. Nếu ngươi ăn thì ngươi sẽ vi phạm lệnh Chúa truyền. Ăn đi ăn, ăn đi ăn. Đừng ăn, đừng ăn. Ăn đi. Adam, Eva, các ngươi đã không tin, không nghe lời ta dạy, lại còn đổ lỗi cho nhau, nên từ nay các ngươi phải chuốc lấy hậu quả do việc các ngươi làm. Eva, vì ngươi không nghe lời ta nên ngươi sẽ phải cực nhọc khi sinh con. Còn Adam, vì ngươi đã nghe lời vợ hơn vâng lời ta, nên đất đai sẽ bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ khổ cực mới có cơm ăn, cho đến khi được về với đất. Vì từ đất ngươi được tạo ra, ngươi là bụi đất sẽ trở về với bụi đất. Ra trước nhan ngài.
ta đã thương tạo dựng nên con, ta đã ban cho con ngàn phúc lộc, sao con lại nghi ngờ tình thương ấy, sao con lại chối từ muôn phúc ơn. Ta dắt con vào vườn thiên thu, trong gió êm lời ta thì thầm, ta yêu con có biết chăng, nhưng sao con chối bỏ tình ta. Từ đó, trong bóng đêm của tội lỗi, con người vẫn triền miên trong sa ngã, và dường như không còn khả năng hướng về điều thiện. Tội lỗi chồng chất tội lỗi, con người chạy theo các thần tượng, quay lưng lại với Thiên Chúa, để rồi phải rên xiết dưới ách thống trị của ngoại bang. Lửa hy vọng dường như đã tàn, niềm tin của họ tưởng chừng đã tắt. Con người không còn thiết tha gì với phần rỗi, với ơn cứu độ của mình. Con người đã muốn buông xuôi, thả nổi cuộc đời mình, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và trung tín. Ngài thực hiện lời đã hứa: con rắn già kia, ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống ấy sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót chân người. Bên sông Babylon, ngồi tôi khóc như Sion. Bên sông Babylon, tiếng thông reo. Trăm ngàn vạn đắng cay, thân phận kẻ lưu đày, lỗi tại tôi quên thề, vội ước cùng Thiên Chúa. Bên sông Babylon, ngồi tôi khóc như Sion. Bên sông Babylon, tiếng thông reo. Sống trong cảnh tâm tối, con người khóc than cho thân phận chính mình. Nhưng cũng trong cảnh lầm than đó, tâm hồn họ được thức tỉnh. Họ nhớ lại lời Thiên Chúa hứa về một đấng cứu tinh. Mầu nhiệm con người,
màu nhiệm hy vọng lớn lao. Sự kiện truyền tin là một sự kiện vô cùng quan trọng để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại. Giờ đây, chúng ta cùng gặp gỡ mẹ Maria trong những giây phút quan trọng nhất của màu nhiệm cứu độ. Cứu độ của Thiên Chúa đến với nhân loại qua biến cố Giáng sinh. Đây là một mầu nhiệm vô cùng cao cả, mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm cứu rỗi. Qua đó, Thiên Chúa bày tỏ tình thương vô biên của Ngài xuống cho nhân loại. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quirinio làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tội. Bởi thế, Giuse và Maria
phải lên đường trong những ngày trời đông giá rét, trở về Bethlehem nguyên quán của mình để khai nhân khẩu, vì cả hai thuộc dòng tộc vua David. Quãng đường từ Nazareth đến Bethlehem gập ghềnh hiểm trở. Thêm vào đó, Maria lại đang mang thai và gần đến ngày sinh nở. Trời đông buốt giá, muôn vàn tinh tú lấp lánh giữa bầu trời. Bà Maria đã hạ sinh một hài nhi nằm trong máng cỏ nơi hang lừa giữa cánh đồng Bethlehem, đã cất lên tiếng khóc đầu tiên. Mặc lấy thân phận con người nơi trần thế, Ngài đã đến để rót tràn ngập niềm yêu thương vào lòng thế nhân. Trời đất giao hòa, muôn tinh tú như bừng tỉnh giữa đêm đông, và triều thần thiên quốc không ngớt lời hoan ca chúc tụng. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one horse open sleigh. Một ngày
Chúa sinh ra đời, là mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui, mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê. Sinh ra đời và mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui, mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way, oh what fun it's to ride on a snowman's day. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way.